Vâng, thưa quý vị, và đây là chuyến xe từ thiện chở cơm để các huynh đệ am của cô Năm mang vào bên trong sốc để phát cho bà con nữa vị. Các huynh đệ đang khiêng cơm lên để vận chuyển mang đi. Dạ. Dạ, chào sư huynh. Dạ, cho đi gắn cái mic cái nha. Mình chở cơm này đi mang đi đâu vậy sư huynh? Chị Tôn ăn cho mấy bạn thiện nguyện chị Tôn phát. Mấy bạn thiện nguyện ở Chi Tôn hả? Dạ. Coi như là ngày nào mình cũng mang đi hay sao anh? Dạ đúng rồi. Chị hả? Dạ. Quá xá ha. Đây những cái phần cơm các cô chú ở trong bếp mình nè. Phụ với cô Năm để mà nấu cơm mỗi ngày vậy. Đó, rau củ quả rồi cơm chay. Đó, thức ăn chay này đầy đủ hết trơn nha. Đây là món ăn chay nè. Rồi xào, rồi cái này là sườn sườn ram sả gì đây nè ha. Và cái này chắc để buổi chiều hay là để đây để ở am của Năm lúc nào cũng có sẵn thức ăn để đón khách đó mày, đón khách thập phương đến giếng rồi dùng cơm với cô Năm ha, đặc biệt là cơm chay nha. Và đây, các cô mình đang nấu đang gọt ha, đang bào các thứ hết. Cô Năm đang làm đây. Dập đầu hướng lễ trình bà năm phương chúa xứ Bà Đà, chứng minh hôm nay hương lễ con trình để cho nam nữ hữu hình trợ duyên, lòng bác ái thiêng liêng giúp đỡ cho người hiền ở xứ nơi đây. 14 vị đạo pháp mà duyên đầy giúp người có khổ nơi này ấm no. Nay hữu hiệp con đò duyên đạo, 14 vị này trung thảo hiếu ân lo cho duyên hành tay trần, người đang khó khổ được phần duyên thiên hội hiệp y thiên liên, con cầu nguyện bà chúa ơi chưng kiên lòng từ của nam của nữ duyên mời gợi ngân bạc xuyên giúp người khó khăn, cầu bà đổ cho gốc căn an lạc phước bà ban rươi mát lòng trần, 14 vị nương dâu tử ân thương người giúp đỡ với tinh thần thiêng liêng, 14 vị hộ duyên thiên y Việt Nam cùng pháp lý ngoại bang, 14 vị tâm y đạo vàng lòng từ bác cái ngút ngàn tình thương, xin bà chúa năm phương minh chứng cho 14 vị này bền dựng tâm tu làm ăn phước đức đủ đầy lộc trên bà ban bố, 14 người này cũng giàu sang gia đình gia đạo thì bình an,
đường tu thì phát tiên mở mang, chi màu còn duyên thì hiệp bông thiên cầu, làm ăn thành tổ để duyên sâu giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu bà phước duyên đông hải, bà độ nhà nhà bình an, bà độ cho nam nữ được dễ dàng, công danh đường đạo vững vàng từ đây. Ngày nay 21 bà chuyển xây, tháng 3 là tháng hiệp hòa, đạo thiên lệnh bà hộ phước hộ duyên, chứng minh cho nam nữ phước thiên căn lành, lại trên tấu mẹ với tâm thành, đền ơn đáp nghĩa phước lành để bà ban, ban cho 14 vị mở mang, đường đời đường đạo vững an chắc bền. Ai cung đền cổ năm châu đốc, là tên đời thường, linh tâm bà ở bốn phương. Ngày nay con đặng thượng hương trình bà, để giúp cho ba tánh gần xa khó khăn khăn khó nhờ bà, cũng chuyện xây chứng minh cho 14 vị con nguyện đây được bình an hạnh phúc từ đây, phước lành 14 vị được phước trường sanh. Và chuyện xây minh chứng lòng thành, con trình lên có tuổi có tên, để bà xây chuyện trước đền bà chứng minh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tứ Dũng thân ái mến chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Và ngày hôm nay là ngày 21 tây tháng 4 năm 2022. Tứ Dũng trở lại thăm cô Năm và cũng thay mặt tất cả quý vị để trợ duyên với cô Năm làm cái công tác từ thiện mỗi ngày ở tại am của cô Năm, nấu cơm chay và phát rau củ quả để hỗ trợ cho bà con ở tại khu vực của cô Năm đang ở đây là ấp An Hòa, xã Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ, con xin kính chào cô Năm. Rồi, cô Năm chào con. Hôm nay thì cô Năm cũng khỏe hả cô Năm ha? Cô Năm khỏe. Dạ. Công việc thì cũng hơi nhiều cho nên là lâu lâu cũng ghé thăm cô Năm và cũng có điện thoại hỏi thăm. Thì công việc mà nấu cơm chay của cô Năm thì cũng làm đều hả cô Năm? Đều con. Dạ. Làm đều. Mỗi một ngày như là mình nấu khoảng bao nhiêu suất cô Năm ha? Bây giờ là cỡ 500. Dạ. Chứ có khi thêm chè, có khi bánh mì. Dạ. Vậy đó. Là cho các huynh đệ mình mang vô trong sóc để mà phát ha cô Năm. Cho bà con nghèo chăm sóc. Dạ. Về rau củ quả là hiện giờ là rau củ quả thì hiện giờ như bình thường mỗi ngày là chở ra ở ngoài kinh cho bà con nghèo.
còn một hai ngày thì lên chùa, chùa Thới Sơn với đình Thới Sơn với chỗ Thánh Thất Cao Đài. Dạ. Là ba điểm mình đem mình cho giúp cho bà con ở trong chùa để nấu cho bà con ăn á. Dạ. Cách hành hương đó. Như vậy thì cái phần cơm với rau củ quả đó thì của năm nấu với phát gì đó là kinh phí mỗi ngày là khoảng bao nhiêu tiền của năm ha? Rau củ quả thì bây giờ đó là một ngày rau củ quả có khi năm cô năm mua chừng triệu, triệu ngoài 500 cũng có. Dạ. Cỡ vậy đó, còn cơm thì ngày nào cũng là cỡ cơm mình là cỡ 2 triệu mấy. 2 triệu mấy? Hơn 2 triệu đó. Dạ, là cỡ như tương đương khoảng coi như 3 triệu mỗi ngày cô năm làm cái công ngày. Công việc cơm với rau củ quả ha. Ừ. Dạ thì hồi nãy con cũng có nghe cô năm nói là sắp tới này là cái ngày chủ nhật là 3 ngày nữa hả? 3 ngày nữa thì là... có đoàn khám. Dạ. Còn khám bệnh cho người nghèo với những người đau bệnh đó, khó khăn đó thì hết trong cái xã đó là chọn được là 300 vị đó, là 300 hộ. Dạ, 300 hộ. Xã nữa. Thì nó 1.000 mấy hộ lận nhưng mà chọn 300 xã, 300 vị. 300 vị bệnh với nghèo khó khăn đó. Dạ. Thì cũng muốn nhờ tất cả mạnh thường quân cộng đồng mạng ở nước trong và nước ngoài ra tay giúp đỡ cho bà con. Yeah. Xin gạo để cho bà con có đặng ăn lúc bệnh đau vậy đó. Thì mỗi một hộ vậy là khoảng bao nhiêu ký được cô năm ha? Thì cô năm tính xin 10 ký được rồi, bị gì tới 300 ký. Hộ 300 hộ là cái như 3 tấn gạo. Yeah. Là xã thì, nào cô năm? Xã nào? Ở xã đó là xã Tân Lợi. Xã Tân Lợi. Còn ở đây thì có một số chị em mình đi làm đường lên núi đó. Yeah. Thì cũng khó khăn, là cũng cái đội đó cũng cỡ 50 vị thì cũng xin trình bày với tất cả cộng đồng mạng với bà con mạnh thường quân xa gần. Dạ. Để cũng ra tay giúp đỡ và cho quý vị có được cái điều kiện để quý vị còn tiếp làm con đường núi, là vì làm đường núi làm lâu lắm bà con, không phải làm 10 bữa mà xong đâu, nó kéo dài là 1-2 tháng gì đó. Thì cái kinh tế gia đình của anh em cũng khó khăn, thì cũng nhờ cộng đồng mạng quan tâm giúp đỡ. Xin cho mỗi người 10 ký gạo để vấn đề gạo là chủ yếu. Dạ. Gạo là quan trọng nhất cho bà con để có gạo ăn để rồi phụ tiếp là ra công làm đường với bà con, góp sức với nhau làm từ thiện. Ừ. Không có lấy tiền. Làm đường núi là đường nào vậy cô năm? Làm cái con đường như làm ở cái con đường bên điện Mùa Hông đi qua. Dạ, là đang làm lộ đó ha. Đang làm lộ đó, bị mấy năm nay cô cũng có làm. Cũng bỏ ý là xin thêm 50 phần gạo nữa 50 cho phần gạo 50 nữa cho bà con nhân công làm đó hả? Dạ. Nếu mà cái phần gạo mà nếu mình mà có khả năng cho 20 ký cũng tốt. Bởi vì thời gian làm là con thấy cả tháng trời lắm. Dạ. Chứ không phải là làm mấy ngày làm đường núi nó lâu lắm. Bị vận chuyển rồi chở đồ nữa đó. Thì làm nó hơi khó khăn hơn ở dưới đất liền. Dạ. Cho nên bà con làm cũng lâu, nếu mà mình được á, bà con ủng hộ mà nhiều mình cho 20 ký gạo càng tốt. Dạ. Người ta cần gạo lắm, bà con có quý hột gạo. Vậy là 300 hộ nghèo chuẩn bị khám bệnh ở tại xã Tân Lợi là mỗi hộ 10 ký. 10 ký. Là 3 tấn. Ừ. Với 50 phần gạo mỗi bao 20 ký của các cô chú anh chị em làm đường lộ. Ừ. Là 1 tấn nữa. 1 tấn nữa. Là cỡ như 4 tấn gạo. 4 tấn, cỡ 4 tấn là đủ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Tiến Dũng đến để thăm viếng cô Năm và cũng có thay mặt tất cả các mạnh thường quân trợ duyên với cô Năm những cái phần tịnh tài để cho cô Năm làm nấu cơm chay từ thiện và phát rau củ quả tại AMCO. Mỗi một ngày thì tương đương khoảng trên dưới 3 triệu. Cho nên thì hôm nay Tiến Dũng nhận tiếp tục những cái phần tịnh tài của các mạnh thường quân đã trợ duyên với cô Năm. Thì hôm nay con có chở lên 1 tấn gạo đó cô Năm. Một tấn gạo để cho cô Năm nấu cơm. Thì trong đó cũng có anh chị chị Đức Chặn bên Mỹ á, có nhờ con mua để đem lên đó cô Năm. Dạ. Thì con xin được đọc danh sách tên của các mạnh thường quân đã hỗ trợ những cái phần tịnh tài cho cô Năm hôm nay như sau. Thứ nhất là Facebook của Bùi Ngọc Mỹ và mẹ hỗ trợ với cô Năm là 8 triệu đồng và hồi hướng công đức này cho anh Lê Quang Thiện, pháp danh là Minh Lễ, 27 tuổi. Thứ hai là chị Sang Bích 1 triệu. Thứ ba là cô Nguyễn Thị Thanh 1 triệu. Thứ tư là Zalo của anh Nguyên Quang và chị Tường Minh ở bên Mỹ, 100 đô là 2 triệu 3. Thứ năm là chị Mai Dư 1 triệu. Thứ sáu là Zalo của chị Quanh Hoàng Du cùng với gia đình
gửi cho gia đình Du Di Hiếu là 100 đô là 2,3 triệu. Thứ bảy là Facebook chị Trang Nghiêm 1 triệu. Thứ tám là cô Hoa Từ 2,27 triệu. Thứ chín là anh Triệu Tỷ hỗ trợ với cô Năm là 2 triệu. Thứ 10 là chị Nguyễn Kim ở bên Mỹ hỗ trợ với cô Năm là 5,680,000. 11 là Viber của chị Ngô Thanh Thu ở bên Úc hỗ trợ với cô Năm là 5 triệu đồng. 12 là chị Chim Thị Liễu ở bên Mỹ 2,3 triệu. 13 là chị Đức Trần, chị Đức Trần cùng với gia đình ở bên Mỹ hỗ trợ với cô Năm là 11 triệu đồng để mua gạo. 4 là chị Bùi Ngọc Lan cùng với anh Bùi Xuống Thế 1 triệu đồng. Thì tổng số tiền của 14 gia đình anh chị Tiến Dũng cộng là được là 45,850,000. Thì con có mua 1 tấn gạo sóc là 12 triệu. Còn là số tiền mặt là 33,850,000 để hỗ trợ cho cô Năm làm cái công việc nấu cơm và phát rau củ quả tiếp tục trong 10 ngày thì chắc có lẽ là cũng hết số tiền này. Dạ dạ. Thì cô Năm xin là nhận số tiền 33,850,000 của Tiến Dũng đã thay mặt tất cả Mạnh Thường Quân để trao về đây. Cô Năm là thành tâm là cảm niệm công đức của các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo có lẽ là con sẽ nhờ cô Năm ấn khẩu những cái bản thơ pháp để tặng lại cho các anh chị, bởi vì các anh chị cũng có yêu cầu và cũng rất là thích những cái giọng ngâm thơ của cô Năm. A Di Đà Phật. Và đặc biệt là thơ của cô Năm là không có trong sách vở nha quý vị. Là cô Năm tự ấn khẩu ra thành thơ chứ không có soạn sẵn hay là gì hết. Dạ. Cảm có dạ, cảm ứng cô Năm ha. Dạ. Thì đầu tiên con xin kính mời cô Năm tặng thơ cho chị Bùi Ngọc Mỹ cô Năm. Dạ. Rồi. Bùi Ngọc Mỹ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Năm thành tâm cảm niệm công đức của cô Bùi Ngọc Mỹ và xin đáp từ lại với một cái tình cảm thiêng liêng mà cái tâm từ của Bùi Ngọc Mỹ đã giúp đỡ cho bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọc duyên đạo hành hỏi kỳ mỹ miều đức độ dạy thì cao minh Bùi Tăng là gì Bồ Tát hộ hình gốc lành con trao trường sinh thế trần hôm nay cảm tạ duyên phần của Bùi Ngọc Mỹ phúc phận thiêng liêng cầu trên thầy tổ chứng miên họ Bùi được đặng duyên thiên mẹ truyền ngọc là tâm ý đạo duyên mỹ tầm chân y thiện duyên kỳ này hiếu ân xin được tổ thầy chứng minh cho ngọc mỹ duyên đây hồi về phước đức ấy là bồ đề duyên hành tâm hiếu ân gợi cảnh vô vi để hương hồi cho đặng duyên kỳ lễ quan thiện phúc duyên nghi đạo lành
xin trên tam giáo với lòng thành, con nguyện cầu cho cậu được duyên thành phước an. Cầu an phải không? Dạ, cầu siêu cho anh Minh Lễ luôn cô Năm. Dạ. Còn trên tam giáo Phật ban, Tây phương cực lạc mở mang, cứu hồn minh duyên lệ y tầm tôn, pháp danh cầu nguyện cho linh hồn siêu sanh. Ngày nay với tâm lòng thành, con cầu chư Phật khai lành phước tên. Dạ, cảm ơn cô Năm. Danh duyên minh lễ được vào đền, cửa mà Phật đặng siêu sanh thoát mê đồ, cầu trên phước được điểm tô, bùi duyên ngọc mỹ điểm tô phước lành hương hồi cho người có pháp danh tên là Minh Lễ duyên thành đao nương, hồn linh tựa ở mười phương, tu tâm sửa tánh nói đường Phật tiên. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Sang Bích. Dạ. Sang danh đạo nghĩa hội kỳ, bích thiên tâm mi, con diêu trì thở xưa, ngày nay nôi dâu sớm trưa, con đường của mẹ không thất thưa tâm từ, cầu xin mẹ chứng cho người luôn luôn đặng ly tâm thời nhẹ an, sáng duyên bích hạnh khai đàn, nhờ ơn mẹ chuyện mở mang đạo màu, tâm lành sáng suốt duyên sâu, lòng từ bác cái nói cầu xe duyên. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo con xin kính mời cô Năm tặng cho cô Nguyễn Thị Thanh một bài thơ. Thanh thiên đạo hành đến giờ, nguyện duyên nhớ mãi âu cơ nước nhà, ngọc lành đạo đức đâu xa, nguyện duyên hiệp bóng hảo hòa tạo duyên, ngày nay gắn bó nói liền với nhịp cầu nhân ai trợ duyên cứu đời, cầu trên thầy tổ chứng thời cho cô họ nguyện đẹp đời thượng lai, thánh duyên đạo đức lưu dài, phước lành cô tạo hằng ngày nơi đây.
ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho anh Nguyên Quang ở bên Mỹ cùng với chị Tường Minh, hai vợ chồng. Nguyên Quang, Tường Minh. Dạ. Quang trung đạo nghĩa phước thành, nguyên căn gốc hành duyên lành nghĩa nhân, thương người nương dâu tư ân, giúp người không kể người thân hay ai nào, nguyên căn đạo đức thanh cao, tường am chân ly sắc màu Phật tiên, nôi dấu hạnh cụ quyền đạo nghĩa, quyết một lòng trao chìa phước ngân để cùng người vợ tại nơi trần, gia đình giúp đỡ xa gần khó khăn, cầu trên thầy tổ tầm phăng, phước duyên trao chìa gốc căn đông đầy, ơn sâu nghĩa nặng nơi đây, quyết ghi tạc giả cầu thầy mẹ chứng minh, để cho gia đạo gia đình của cô với cậu lúc nào cùng minh, bước đường đạo đức hành trình thấu thông nghĩa lý hữu hình minh quang, làm ăn phúc hạnh giàu sang, giúp người khó khổ gian nan cõi đời. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn cô Năm. Tiếp theo kính mời cô Năm tặng cho vợ chồng của anh Trần Anh Tứ và chị Trang Nghiêm. Dạ. Xưng danh hai họ bạn đề, tên người đức độ chớ hề để lời, anh hùng đạo đức bốn phương, tứ anh hữu cảnh mà tình thương với mọi người, lòng từ bác ái tứ ơi, anh minh rõ phận cuộc đời, nam nhi hiệp cùng vợ đặng phương phi, giúp đời thay đạo là lời nói, tam quy phước lành hôm nay nhận được tên danh của vợ chồng đức độ phước thành chân như, mong sao giữ được tâm duyên lành như cảnh anh thư đạo màu, tứ anh duyên hành cao sâu, tên người kịp trước tương hầu Phật Dương, hôm nay cùng mở con đường dựng xây đạo đức
mà tứ phương anh hào. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Mai Dư một bài thơ. Dạ. Tên cô sung túc hiền hòa, phước dư nam hải con nhà, tư ân mãi duyên tại thế tại trần, lòng từ bác cái duyên phần, tự tâm đó là ly giáo Quan Âm, cô nương với mẹ tình thâm đạo màu. Hôm nay trước cảnh của nguyện cầu, có bà chúa sư để chứng tâm sâu cái duyên lành, để đường đời đường đạo phụng hành, hai vai trọn gánh đắc thành. Tâm chân cô Năm thảo ở Thất Sơn, gửi lời cảm niệm tâm chân của cô hiền. Mai Dư nương tựa phước điền, nhờ trên mẹ chiến người hiền kỳ ba. Chúc cho tất cả trong gia, giữ mai được phước hương hòa. Ân thiên hôm nay có phước hữu duyên, gửi lời cảm tạ cầu thiên liên cái chứng lòng. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho anh Du Duy Hiếu một bài thơ cô Năm. Dạ. Du Duy Hiếu. Du Duy hành đạo thuở nào, hiểu ân đúng nghĩa thanh cao cõi đời. Tên đây đúng thật người rồi, giữ duyên tạo phúc hiếu thời với mẹ cha, cầu trên thất tổ chứng mà cháu con đặng được duyên hòa bình an, gia đình hạnh phúc vững vàng, tâm từ ba cái hiên ngang cứu đời. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho cô Hoa Từ một bài thơ. Quả duyên mẹ chứng tâm thành tâm, là quả duyên ở cạnh ba miền Tây phương gốc hạnh căn duyên thở nào. Gốc lành bác cái thanh cao, lòng từ cảnh thế mà thiên trào có tên. Qua từ sắc lệnh kề bên, có mà năm mẹ chân tên chuyến lòng. Tuy rằng xác ở trần hồng, mà hồn thiên cũng có căn đồng. Chứng minh hôm nay xây chuyện hữu hình, chúc cô Hoa đặng
mà duyên thiên giữ tròn. Cầu trên cha mẹ chứng cho con, nguyện cầu cho cô được sắc son cây đào lành. Nam mô Di Đà. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho anh Triệu Tỷ một bài thơ cô Năm. Dạ, Triệu Tỷ ha. Tên này phu thành thiên đình mở đường, xuống trần lập cảnh bốn phương để về. Đâu đâu cũng gieo cảnh bồ đề, lòng từ bác ái lời thề xuống đây. Tâm minh hồn ở cảnh Tây, xác trần thì nương thế kỳ này. Hành căn tâm duyên đạo đức dự rằng, từ bi khắp chốn mà cân bằng tình thương. Dạ, cảm ơn cô Năm. Dạ, tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Nguyễn Kim ở bên Mỹ một bài thơ cô Năm. Kim quyên phúc đạo thuở nào, giờ này xuống thế tâm thanh cao đại từ. Đường đời cũng có nụ cười, đường tu tô điểm giúp đời. Để tâm lòng thành như dấu quan âm, thương người khắp chốn tình thâm nhân loài. Âm thầm tu niệm để ngôi trợ duyên tô điểm chỗ ngồi. Kiếp ni thấy trần trong cảnh hàng di, lòng từ bác ai là phải. Phụng phi giúp liền, lòng tâm đạo đức thiên liêng. Gốc mình là gốc cảnh tiên tài trần, chúc cho cô đặng duyên phần. Đến ngày gặp mẹ là cô tiên thân đến kỳ. Hôm nay cầu trên mẹ diêu trì, chứng minh cho người đạo hộ duyên thì ẩn tu. Nam mô Di Đà Phật. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Chim Thị Liễu một bài thơ. Dạ. Liễu cành dương chuyện đình kỳ, liễu dương của mẹ dậy thì rải ra. Ma ha nước mẹ chuyển đà, thủy thanh khắp chốn ta bà. Mẹ ban liệu nhành mẹ mở để độ an. Nước thiên mẹ dùng nhành dương liệu mẹ ban cho trần. Tâm cô rất có tinh thần, đường tu cô chuyển tự thân của mình. Hôm nay mẹ chuyển hữu hình, sắc người quang sáng bóng hình đẹp xinh.
Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Đức Trần ở bên Mỹ cô Năm. Tài Trần lập đức để truyền ân phước thiên định dị, tại trần từ bi cố tu tâm ẩn cô ghi, xét mình cảm thấy cô thực thi rất nhiều, cô ơi sang sang chiều chiều lòng từ phát sẵn nhiều điều tu mỹ, nhưng cô tu hiểu dù gì không cần ai biết mà tự thực thi một mình, niệm Phật là cô giữ niềm tin còn lại trên chư Phật là hữu hình, cô nương cô người được lệnh tòa trương thi ân bố đức mà bốn phương cô hành nói theo dâu hành tiên sanh, gốc mình không phải ngũ hành mà tiếng hôm nay cũng có nhân duyên. Mấy lời cô Năm truyền cho người hiền cảnh thiên. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo xin mời cô Năm tặng cho chị Bùi Ngọc Lan ở bên Đức. Bùi thiên hiếu hành kiên cường, ngọc lành tại thế là đường du di, cô tu thấu cả lối đi, cô tu mà cô hiểu quyền gì, cô hành nên tâm hiếu hạnh đường lành cô đạt, phước duyên thành cô gửi cho bác gái được an, hôm nay cô đã được phước ban Quan Âm mẹ chuyển mẹ ban đi giúp mình, nên ai phước hạnh gia đình sáng nương với mẹ thì sớm trình thành công. Dạ, còn người cuối cùng là anh Bùi Xuống Thế cô Năm. Dạ, nghe tên nghe ở nha, Bùi Xuống Thế nha. Nếu mà đúng thật người trên xuống trần mới có cái tên đại hùng, cùng nhau mình tô điểm cụ trùng, cùng nhau cùng tấn dùng xây chung một cầu, nhân ai đây là phước hạnh duyên sâu, ở trên nó mới đặt mấy câu duyên thành, nhịp cầu nhân ái đường lành giúp người khó khổ trong cảnh bất thành đau thương, cùng nhau mình nối con đường xuống thế gặp cảnh bi thương cứu liền, hôm nay hữu phước hữu duyên cậu cùng tấn dùng mà giúp người hiền kỳ ba, cầu trên đức mẹ vua cha chứng minh cho hai vị hiệp hòa tương sanh.
Dạ, cảm ơn cô Năm đã ứng khẩu theo pháp tặng cho tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ với cô Năm để cho cô Năm làm cơm chay và phát rau củ quả mỗi ngày. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với cô để hỗ trợ cho cô làm được cái công tác từ thiện lâu dài. Và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều, và kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, gia đình thì hạnh phúc, công việc thì được thành tựu, và đặc biệt là tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Lúc nào cô Năm cũng là đặt một cái tình cảm cao quý và thiêng liêng đến cho quý vị, là gì? Nếu mình muốn làm mà lực bất tùng tâm thì đây là cũng nhờ cái sức quay lực của quý vị giúp mà mình mới thể hiện được cái tâm tu và mình làm được con đường cứu thế. Quý vị giúp thì cô Năm cũng cảm nhận tình cảm rất là thiêng liêng, và đây là cái một cái công tác, cái phận sự của Phật pháp cũng rất là sâu, vì quý vị vừa tạo cho ở nơi đây được có cái phương tiện đặng mình hành thiện, rồi quý vị rồi giúp được, đỡ được cái người khó khăn khổ sở trong những cái sốc sâu xa, người dân tộc khó khăn, thì đây là một cái, phải nói là nói thì nói nhưng mà nghĩ đến là không biết thể hiện bằng cái gì, cái lời nào mà cho xứng đáng mà để cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã tạo cho cái bếp ăn mười mấy người được tu hiền, mà bằng chính cái chân tâm của mình thật sự để đưa đến với bà con một cái tình thương thiêng liêng, mà nhờ ơn đức của quý vị đã tạo cho bếp ăn của cô Năm. Cô Năm hết sức là quý báu cái tình cảm này, nói như vậy nhưng mà lòng quyết tâm tu, và cũng nhắc nhở các anh em huynh đệ trong bếp ăn luôn luôn phải nhớ ơn đức của tất cả mạnh thường quân đã tạo cho mình có một cái phương tiện để mình lập công bồi đức, để mình đền ơn đáp nghĩa cho củ quyền, đền ơn đáp nghĩa cho thầy tổ, đền ơn đáp nghĩa cho nhân loại, cho bá tánh và đất nước. Cho nên cái ơn sâu nghĩa nặng này, cô Năm còn sống là còn nhớ, chết là cũng phải mang theo và ghi ơn các vị, để hồi hướng cho quý vị luôn luôn được là được nhiều phước lành, được nhiều phước duyên, gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan hiền, để quý vị thấy được một cái duyên lành của cái công đức này là quý vị được hưởng tại đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và ba ngày nữa Tiến Dũng và cô Năm sẽ có một đợt phát quà để mà tặng cho bà con nghèo, bà con khó khăn ở tại xã Tăng Lợi. Tăng Lợi. Tăng, dạ, Tăng Lợi là 300 phần quà cộng với 50 anh em công nhân đang làm lộ ở tại núi Cấm, thì dự định là sẽ phát là tổng cộng là 4 tấn gạo. Thì cũng mong quý vị đồng hành cùng với cô Năm và Tiến Dũng để trợ duyên cho tất cả bà con khó khăn đó nhé. Và giờ đây Tiến Dũng và cô Năm xin thân ái mến chào tất cả vị, và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo của YouTube Tăng. Dạ, cũng thành tâm cảm ơn quý vị. Dạ. Rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật.